Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì căn nhà này đang ở tọa lạc ở đường Hoàng Văn Thụ, hẻm 107 sẹt 68 sẹt 35D, đường Hoàng Văn Thụ, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Cách bến Ninh Kiều đâu đó tầm khoảng chừng 600-700 m, cách chợ An Cư tầm khoảng chừng 300 m, cách lộ ô tô khoảng 20 m. Thì lộ trước nhà là lộ 2,5 m. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm đến căn nhà này thì mình đến coi thực tế căn nhà. Thì diện tích của căn nhà bề ngang là 6,6, chiều vô là 7 chấm, chiều vô là 7, thì 46,5 m², thì sử dụng một trệt một lầu là 85 m². Pháp lý là sổ hồng thổ cư, có giấy phép xây dựng. Thì nhà này chủ mới cắt xong hoàn thiện thì chủ bán ha. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm tìm nhà trung tâm thành phố Cần Thơ thì tham khảo căn này cũng rất là rộng rãi thoải mái luôn. Phòng khách ở chung với gian bếp luôn ha. Thì trong phòng khách có tặng một bộ ghế salon đây, còn chỗ gian bếp này thì có tặng cái ghế, bộ ghế bàn ăn. Còn không gian bếp thì kệ bếp âm tường hai tầng ở bên góc đó ha. Không gian bên đây thì có để kệ tivi. Thì nhà này quay về hướng này, hướng tây bắc. Lầu giới trước nhà 2,5 m, nhà cửa khu vực này rất là đông đúc luôn. Thì để quay vòng vòng cho quý cô chú anh chị em mình xem rồi sẽ quay cái đường đi luôn ha. Thì nhà này hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Thì có nhà vệ sinh ở tầng trệt này đã dưới dạ cầu thang. Còn lên lầu chúng ta sẽ có một hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ luôn. Thì cầu thang đi lên cũng rất là rộng rãi thoải mái. Thì số điện thoại 0396 40 00 40. Quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì mình đến coi thực tế khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Thì ở phía trong này thì phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn. Nhà này còn mới cất hoàn thiện xong luôn. Thì sở hữu căn nhà này thì giá dao động khoảng 2 tỷ 370 triệu sở hữu ngay. Một căn nhà mới một trệt một lầu tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Thì mỗi phòng ngủ thì có tặng một cái máy lạnh, máy 100% luôn. Cửa phòng thì cửa nhôm siêu pha kiến cường lực ha. Thì qua bên đây thì có phòng ngủ ở bên đây. Phòng ngủ ở đây thì nó rất là rộng rãi luôn. Đây là phòng ngủ, diện tích bề ngang 2 m mấy, chiều qua tới 6 m 6. Phòng này rất là rộng. Thì phòng nào cũng có tặng một cái máy lạnh hết trong phòng. Gạch thì màu gạch sáu tấc ha, màu chân đá. Ở đây thì có cái cửa để mở lấy gió ra luôn đó. Thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì mình đến coi thực tế căn nhà khi vừa ý gặp chủ mình thương lượng mua bán. Giá dao động chỉ 2,370 tỷ sở hữu ngay căn nhà này. Để quay tổng thể lại cho quý cô chú anh chị em xem cái phòng này ha, rất là rộng luôn, có màn che cửa đồ đầy đủ luôn ha. Còn cái phòng ngủ bên đây thì nó cũng sát bên đây, cái cửa sát này à. Này bên này thì bán kính trong vòng 500 m, đầy đủ tiện hết hết. Thì vô tới Đại học Y Dược thì tầm khoảng 2,5 km, Đại học FPT thì khoảng 3,5 km, còn Đại học Cần Thơ thì khoảng hơn 1 km tí xíu là tới Đại học Cần Thơ. Còn xuống bến Ninh Kiều thì rất là gần nha, 700-800 m là tới bến Ninh Kiều. Thì chỉ nói phỏng phỏng vậy cho quý cô chú anh chị em mình hình dung thôi. Thì cảm ơn đã xem video. Thì để đóng cửa lại sẽ chạy cái đường đi
ngoài cho quý cô chú anh chị em xem. Thì nhà này nói chung là còn cái hành lang bên hông, mình để xe bên hông nha. Thì cái hành lang bên hông này là đất cây lâu năm, để ra quay cho quý cô chú anh chị em xem luôn. Đó, trời quá mưa luôn, lúc này vô mùa mưa thì mưa liên tục. Đó, thì đường lộ giới thì từ đây, từ mấy nay đi quanh mấy nay thì nó cũng 3 mét rồi. Đó, còn đây là cái sân hành lang của mình này, từ mấy này qua đây khoảng gần 1,5 mét nha cái sân này. Đó, thì để ra phía xa cho quý cô chú anh chị em xem luôn, rồi sẽ chạy cái đường ra nha. Đây là cái sân của mình, có thể mình che ra đậu xe để máy giặt đồ bên đây, làm bếp nút gì bên đây thêm cũng được luôn ha. Đó, thì hành lang phía trước các nhà phải thụt vô ha, còn hành lang hàng ba phía trước. Đó, đi ra tới lộ xe thì tới cửa xanh xanh ngoài đó là tới lộ xe ô tô. Còn này thì đường 2 mét, ngay cửa nhà thì cỡ 3 mét, ra ngoài thì nó hơi nhỏ lên tí. Đang mưa quá chắc chạy không được, thôi để kết thúc video. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem. Trời đang mưa. Xin chào, hẹn gặp lại những video sau. Thì số điện thoại 0396 400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em mình đi coi. Xin cảm ơn rất nhiều.